của bác em. Cảm ơn cô bác em rất là nhiều nha. Thì cô bác em nhân chút thời gian vào xem các video động cơ của em đang lên nha. Tiếp tục hôm nay em quay cho quá trình tham khảo thêm động cơ Kubota D1105 nha. Cái này có tầm 78 ly. Cái này tầm 23 ngựa bác nha. 3-4 ngựa rồi đó. Cái này nè. Cái số máy này. Cái này có số máy quá chị em. Mỗi một cái động cơ số máy đều khác nhau, không giống nhau quá chị em. Thì tổng thể động cơ này cũng rất là đẹp quá chị em, này cũng xuất sắc nha, 90%. Cái cốc nước này cũng về máy tinh luôn. Rồi. Vòng để quay vòng tổng thể cái máy cho quá chị em xem nha. Còi nó hơi bị gỗ gỗ nhẹ quá chị em. Cái dòng Kubota này thì có đẹp xuất sắc, thì vì xuất sắc nó cũng có một hai đốm nhỏ nhỏ nha em. Đa số là nó chỗ này. Các chị em nào mà đã từng xài qua dòng 105 rồi đó thì cũng biết như thế nào ha. Máy thì nó chạy rất là ok, ít tăng dầu, chạy rất là bền nha mấy chị em. Giá thì cũng ok lắm, cũng không mắc. Tùy theo máy, mẫu máy mà nó đẹp xuất sắc thì giá nó khác, còn máy nó tầm chung chung thì vừa thì giá khác. Có đèn chung giá nó khác, còn nó kém nữa thì giá khác. Hôm nay thì em không có lấy mấy cái máy bè bè, máy đa số tương đối khá của chị em. Chị em về chị em xài lâu bền nữa chị em. Có một khi cái máy mà nó cũ quá, tệ quá, quá chị em xài nó mau xuống máy lắm. Nó quay tổng thể máy vòng vòng cho bác chị em xem cho nó rõ ràng ha, cho nó dễ. Thì khi cô bác chị em ở xa đó, cô bác em ở xa rồi mua qua điện thoại, qua hình ảnh đó, cái nhìn không có thấy rõ được, chứ cũng không có cái phân biệt được, cái nhìn coi không kỹ đó, không phân biệt được cái mới cũ như thế nào. Để máy cho bác em ha. Động cơ này rất là ok. Có anh chị em nào mua thì anh em bảo đảm là của anh chị em máy tăng ga chưa bùng không đổ hơi quá chị em nha. Cái này nắp nhớt nó thiếu nha. Anh lấy cái nắp nhớt của dân ma lại vô mà giờ. Của anh chị em nhu cầu thì liên hệ giúp cho em rất là mong ơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại quá chị em.